Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Hưng ở bên Sài Gòn Đo. Ở đây hôm nay chúng ta là được gặp sếp Lãm, đó là tổng giám đốc của công ty Sài Gòn Đo. Rất hân hạnh được gặp anh ạ. Dạ. Thì cũng sẵn tới đây thì Sài Gòn Đo sẽ giới thiệu đến quý vị và khách hàng dòng sản phẩm là cửa Composite bên xưởng sản xuất. Thì để giới thiệu cho mình và sẵn có sếp ở đây thì cũng chia sẻ thêm những cái kiến thức chuyên sâu về trong cái bộ cửa và quá trình sử dụng của nó. Thì anh Lãm, thì không biết là đối với bộ cửa Composite của mình đây thì nó được những cái ưu điểm gì tốt nhất cái dòng cửa nha anh nhỉ? Đối với cái dòng cửa Composite thì thật sự cửa Composite mình sẽ gọi chung là dòng cửa nhựa gỗ Composite. Cửa này nó có rất là nhiều ưu điểm tốt. Thứ nhất đầu tiên nó là có khả năng là chống ẩm, chống nước tốt. Đây mình đây là mô hình bên Sài Gòn Đo là mô hình là mình ngâm nước này. Thì các bạn có thể thấy trên này là như sếp Lãm chia sẻ đó là nước thì đang chảy ra bề mặt. Đó thì bề mặt về lâu về dài trưng bày rất là lâu rồi thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng phai màu hay gì cả. Và dưới đây thì sẽ là ngâm hẳn ở trong nước rồi. Thì lượng cái vật liệu này nó không có nở ra trong quá trình sử dụng. Đó là một cái đặc tính rất là tốt. Đặc tính thứ hai của cái dòng cửa Composite này á là nó có khả năng là chậm cháy, chậm bắt lửa. Chống được cái mối mọt. Mối mọt thì đảm bảo tuyệt đối 100% thì nó sẽ không bị ăn. Cho nên mình dùng thoải mái, dùng cho cửa nhà vệ sinh, cửa phòng cũng rất tốt. Bề mặt cái nó phủ vân là mình có loại rất là nhiều loại màu và mình có thể là chọn lựa màu theo cái bảng màu này. Catalog. Còn mẫu mã thì mình sẽ chọn theo catalog, mình làm được tất cả loại mẫu. Là màu á thì mình sẽ chọn trực tiếp tại vì khi mà chỉnh sửa qua hình ảnh trên mạng hoặc là những cái catalog á thì nó sẽ không đúng như cái màu thực tế như thế này. Và mình khi đó mình nên chọn ra tận showroom thì các bạn kinh doanh sẽ hướng dẫn cho mình hết màu nào mình thích. Đó. Thì mình sẽ chọn trực tiếp lên đây và màu thực tế khi ra bộ cửa sẽ đi như thế này. Đó. Còn mẫu mã ở trên trong catalog có rồi và cũng cả trên website cũng có nữa, thực tế cũng có nữa. Mọi người có thể đến tận showroom hoặc lên website để coi ạ. Màu đối với màu cửa Composite á, thì mình có cái màu phủ vân. Cái này gọi là phủ da nè, tấm này phấn tấm da. Mình phủ lên bề mặt của cái tấm nhựa gỗ. Trong đó có những cái màu mà màu sơn đơn sắc. Màu đơn sắc là những cái màu sơn nè, trắng, vàng, nâu, đỏ. Rồi thứ hai nữa cái dòng là nhựa cao cấp. Cái này Composite cao cấp á, nó là vừa sơn vừa phủ vân. Nó cao cấp hơn, nó hấp nhiệt. Màu nó giống như quan gỗ thật. Đối với cái dòng này thì cửa nhựa Composite này thì tỷ lệ nó pha giữa cái bọc nhựa và bọc gỗ theo tỷ lệ phần trăm và nó có phụ gia trộn lẫn với nhau để ép nén ra tạo ra cái tấm cửa như vậy. Tấm cửa như vậy là mình đúc ra thành phẩm này. Là đúc nguyên khối. Đúc nguyên khối. Tấm cửa. Cái màu nó thì màu nguyên thủy nó như thế này. Đây là màu nguyên thủy. Còn cái này là khi mình phủ da lên nè. Đây là cửa nè, cửa con xít mình phủ da, đây là mẫu gốc nè. Cái dòng này là cái khung bao này gọi là khung bao lắp ghép. Thì để mình giới thiệu sơ qua cái dòng khung bao lắp ghép luôn. Em cái này là cái nẹp gài 9L. Mình có thể là tăng giảm theo cái độ dày tường được, mình theo gỡ ra được. Có thể tăng giảm được cái độ nẹp này ra để theo cái ô tường của mình, nó phủ hết cái ô tường, ôm hết cái ô tường. Đây là cái nẹp nẹp chặn cửa. Nẹp chặn cửa thì đây nó có ron. Cửa thì Composite này mình có 3 đến 4 bản lề. Đây là ron cho cửa nè. Các bạn có thể thấy đây là cái ron giảm chấn.
Đó nghĩa là khi mình đóng cánh cửa vào hoặc là gió đập vào có mạnh như cỡ nào đi thì cái này nó sẽ chắn lại và nó giảm đi cái độ hư hỏng trục trặc của cửa. Đó. Rồi cái tính năng độc đáo của cái loại cửa này nó thì mình sẽ giới thiệu thêm là khả năng chậm cháy. Mình sẽ dùng cái đèn cò này mình cò vô xem thời gian nó chậm cháy không bao lâu. Yeah. Cái này em bật lên anh đang cầm luôn. Để lấy cánh này. Cánh này thì mình rất là dày, độ dày cánh này rất là dày so với những cái hàng khác ở trên thị trường. Tại Sài Gòn Đo thì cánh này nó dày tầm khoảng 6 ly đến 7 ly. Cửa rất là chắc chắn. Rồi, bây giờ là mình tiến hành đốt mẫu. Rồi. Rồi. Là cái bề mặt phủ da bên ngoài thôi. Nhưng mà ở đây thì nó rất là mát. Nó vẫn không ảnh hưởng bên trong. Cái dòng cửa này nó chậm cháy, nó không bị cháy lan, cho nên mình sử dụng là rất an toàn. Đây phía sau rất là mát, nó không có bị nóng. Lớp có bắt lửa nè. Rồi, như các bạn có thể thấy đây là sếp Lãm đã là thực hiện là đốt lửa thử mẫu vô trong cái mẫu cửa Composite này luôn. Thì các bạn có thể thấy đằng trước có thể bị phá hủy như thế này nhưng mà lân cận đây là sẽ không bị gì cả. Thì tại đây còn rất là nóng đây nhưng mà là cái chỗ này sẽ không nóng. Ở trong đây rất là nóng nhưng ở ngoài thì không nóng. Đó, sát pin mét rồi và tuyệt đối sẽ không bao giờ cháy lan ra khỏi cái khu vực này, không tự bắt lửa. Và đằng sau các bạn sẽ thấy tuyệt vời chưa, bộ cửa của mình thôi vẫn còn y nguyên và không có một miếng nhiệt nào sau đây cả. Các khung cố định ở trong này vẫn giữ nguyên y như cũ. Đó, các khung cố định ở trong là y như cũ, bộ cửa không hề bị thay đổi gì một chút nào, không bị chảy nhựa xuống, không bị sệ bộ cửa, không bị gì cả. Đó, đây là lợi thế đặc biệt của đối với dòng cửa Composite. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Sài Gòn Đo về việc giới thiệu dòng sản phẩm Composite vừa chịu nước, vừa chống được lượng nhiệt và cửa rất là cứng cáp. Thì nếu có nhu cầu sử dụng đối với mặt hàng Composite này thì hãy liên hệ với các đại lý của Sài Gòn Đo và lên mình có thể tham khảo trên trang web, trong catalog hoặc là gọi đến số hotline để làm việc Sài Gòn Đo để tư vấn tốt nhất và hiệu quả nhất cho mình. Đó, rất cảm ơn các bạn đã tham gia video và hẹn gặp những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, cảm ơn mọi người.